Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm nay thông tin đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và công an tỉnh Bô Ly Khăm Say Lào phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 209 kg ma túy. Đối tượng là Vương Mua Vừ, 42 tuổi, trú tại bản Phôn Mương Nội, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Say Lào, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Lực lượng chức năng thu giữ 209 kg các loại gồm 63 kg ketamin, 47 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin 38 kg, 141.000 viên thuốc lắc 61 kg. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận số lượng ma túy này được thuê vận chuyển từ tỉnh Bò Kẹo thuộc khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại huyện Khăm Cợt, giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, thuê các đối tượng người Mông, Lào cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam, đưa ra khu vực phía Bắc và sang nước thứ ba tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.